chào tất cả các bạn. Tớ tên là Lê Ngọc Ánh, học sinh lớp 5A1, trường tiểu học Tiên Dực B. Tớ có sở thích vẽ tranh, đọc sách và ước mơ của tớ khi lớn lên sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Đất nước hình chữ S của chúng ta nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng và đặc biệt là huyện Sóc Sơn, nơi mình sinh ra và lớn lên, có rất nhiều danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử đã đi vào thơ ca. Những ngôi đình làng cổ kính đã có niên đại hàng trăm năm được xếp hạng vào di tích quốc gia. Vâng, thưa quý khách và các bạn, chúng ta đang cùng bước trên con đường dẫn vào đình làng Dược Hạ. Đình làng Dược Hạ hiện nay thuộc thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Nhưng do thời gian phiêu tán và chiến tranh tàn phá nên thần tích của đình làng đã bị thất lạc, không còn tư liệu cụ thể nào ghi rõ về lai lịch vị thần làng thờ. Nhưng theo các cụ cao tuổi cho biết, từ trước đến nay đình Dược Hạ vẫn thờ vị anh hùng với thần hiệu là Xá Lợi Đại Vương làm thánh hoàng làng. Đây cũng là vị thần được nhiều nơi trong vùng phụng thờ làm thánh hoàng như đình Yên Ninh thuộc xã Hiền Ninh hay đình Nguyên Khê, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh. Đình làng Dược Hạ là nơi ghi dấu ấn một số sự kiện lịch sử cách mạng của địa phương. Trong công cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945, đình là nơi hội họp, meeting, chào mừng chính quyền cách mạng mới và Ủy ban Hành chính kháng chiến được đặt tại đình. Cuối năm 1946, theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp làm mặt trận Việt Minh xã, nhân dân Dược Hạ thực hiện tiêu thổ kháng chiến, vườn không, nhà trống, xây dựng làng chiến đấu, xây dựng củng cố lực lượng bán vũ trang. Đình là địa điểm đi lại, gây dựng phong trào cách mạng của địa phương. Năm 1951-1952, đình là trụ sở hoạt động của bộ đội và du kích. Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chọn đình Dược Hạ làm địa điểm hội họp nghị tọa đàm giữa đoàn đại biểu của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam với đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân đội Viễn Chinh Pháp để giải quyết những vấn đề quân sự do hội nghị Geneva đặt ra. Không những vậy, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đình còn được dùng làm kho thóc của xã, kho cấp giữ tài liệu, kho súng đạn của Bộ Quốc phòng và là cơ sở lắp ráp tên lửa của Bộ đội Phòng không Không quân. Đình Dược Hạ xây dựng trên khu đất rộng, đẹp, nằm ở trung tâm của làng, sát khu dân cư và đường trục chính trước sân có một ao nhỏ hình bán nguyệt. Bên cạnh có một cây đa to tỏa bóng mát xuống sân, tạo phong cảnh xanh mát cho di tích cổ. Sau là nhà văn hóa thôn, bên trái là ngôi chùa của làng. Đình làng Dược Hạ còn là nơi đóng quân của lữ đoàn 971. Như vậy, với địa thế gần sông, tựa núi, gần quân lại vừa gần dân, khu di tích đình làng Dược Hạ được mở ra bốn phương, tám hướng, hội tụ được nhiều sinh khí, đất trời. Tiếp tục quan sát, ta thấy đại đình là một tòa nhà rộng, gồm 5 gian, 2 trái, nhà làm kiểu 4 mái, với đầu dao uốn cong lên, trông bề thế nhưng vẫn mềm mại. Có dạ tàu thấp, độ dốc lớn, được lợp bằng ngói dạng mọng, mũi nhô lên như gợn sóng bờ nóc. Bờ giải đắp kiểu chữ công, hiện có 4 cửa ra vào, làm theo kiểu pano. Nền đình nát gạch đỏ 25x25cm, nền cao hơn sân 50cm. Kết cấu kiến trúc của tòa đại đình rất bề thế, vững chắc với 6 bộ vì kèo chính và 2 phần mái ở hai bên. Vì thượng là một kẻ một trụ chống chéo, vì hạ làm kẻ trưỡng, vì trung làm xà chống tạo cốn. Phía trước là kẻ, phía sau là bẫy. Bốn góc nhà có 4 kẻ xó để đỡ đầu đao cong. Phía sau gian giữa, đại đình được làm thông với hậu cung, có một gian hẹp mới được khôi phục lại phía trên treo y môn. Giữa lòng hậu cung xây một ban thờ, trên đặt long ngài, bài vị, sơn son, thiếp vàng và một số đồ thờ tự khác.
Những chạm khắc quý hiếm như đình Dược Hạ hiện nay không còn nhiều nơi lưu trữ lại được. 4 đầu dư và 6 đầu nghé ở hai gian, vì gian trung tâm là các đầu rồng mang phong cách đặc sắc của nghệ thuật thời Hậu Lê thế kỷ thứ 18. Các bạn ạ, đình làng Dược Hạ không chỉ là chốn tâm linh mà còn là nơi sinh hoạt, văn hóa, cộng đồng của người dân. Theo tục lệ, ngày 12 tháng 10 âm lịch hàng năm thì quê tớ lại tổ chức lễ hội làng truyền thống với các hoạt động văn hóa, giải trí và những trò chơi dân gian thú vị. Mình rất tự hào là người con của quê hương Sóc Sơn nói chung và là người con của thôn Dược Hạ nói riêng. Nếu có dịp, xin mời tất cả mọi người về thăm đình làng Dược Hạ quê mình nhé!